Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái món gân bò hầm đu đủ đi nha các bạn. Cái món này thì ăn cực kỳ đẹp da đây. Đây là cái nồi hầm của mình rồi các bạn. Gân bò các bạn đem về, các bạn lấy nước muối rửa sạch rồi xả đập dập dập với gừng. Chúng ta hầm cho nó mềm đi các bạn. Rồi mình vớt cái đó, mình rửa cho sạch. Rửa cho sạch xong rồi sắt lại mới bỏ vô cái nồi hầm với đu đủ nè các bạn. Nó cũng mau mềm lắm. Rồi mình nêm lại bình thường mình có thể ăn không hoặc là ăn chung với cơm. Đây là một cái món ăn bài thuốc mình thực hiện một cách đơn giản, rất là hợp cho những người già, những người muốn trẻ hóa da các bạn và những người đau khớp. Thì trong cái gân bò đó rất là bổ dưỡng nhưng mà nó ít có mỡ, nó chỉ có collagen thôi. Còn mình ăn những cái da heo hoặc là da gà hoặc là gì, chân giò heo thì nó có collagen mà cũng có mỡ các bạn. Còn ăn cá thì cá cũng có collagen nhưng mà ăn nhiều rồi quá thì nó cũng ngán. Đó. Rồi mình kết hợp với đu đủ thì mình biết đu đủ thì nó có rất là nhiều tính năng, nó chống lão hóa rất là cao độ, nó chống ung thư rồi beta caroten rồi sinh tố A, sinh tố B, nó rất là nhiều chất mà có lợi cho sức khỏe các bạn. Đó. Rồi mình kết hợp mình ăn vào mình rồi mình khỏe rồi mình trẻ. Rất là đẹp da, rất là căng da đây. Mong các bạn làm để cả gia đình mình ăn để có sức khỏe nha các bạn. Mình có sức khỏe thì mình làm được tất cả nhiều việc, rất là nhiều việc các bạn mà mình lại vui nữa. Chào các bạn, nếu các bạn thấy thích thì các bạn like và share cho mình nha các bạn. Vô nhiều nhiều cho vui nha các bạn.